O huyệt sầu riêng ấy, nhiều người nói là cũng chỉ đùa thôi, có gì mà căng. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu để mà rút kinh nghiệm này. Cho dù có là đùa đi chăng nữa ấy, thì không phải là lúc nào cũng có thể đùa, ở đâu cũng có thể đùa và ai cũng có thể đùa. Đùa thì cũng tùy nơi, tùy chốn, tùy lúc, tùy người chứ. Thứ nhất là bạn có thể nói là họ vẫn đùa nhau như thế, có sao đâu. Hàng Du Mục với Quang Linh vẫn đùa như thế, vẫn rất là thoải mái, rất là vui vẻ, có sao đâu. Họ là người quen của nhau. Nếu như bạn thấy hai người mà người ta đã thân nhau, người ta đã quen nhau ấy, người ta đùa với nhau rất là vui vẻ, thì không có nghĩa là bạn cũng có thể đùa như thế với họ. Bởi vì có thể là họ chỉ muốn đùa với nhau thôi, còn chưa chắc người ta đã muốn đùa với bạn. Thứ hai là mình đùa, mình thấy vui, nhưng chưa chắc người ta thấy vui. Và khi mà mình đùa một lần rồi mà thấy người ta không phản ứng lại hoặc là người ta không nói gì, thì tốt nhất là đừng có đùa nữa. Bởi vì không có cái gì khó chịu bằng cái kiểu đùa dai cả. Đã đùa vô duyên xong là còn đùa dai ấy, thì rất dễ là bị ghét. Thứ ba là khi đã làm kinh doanh ấy, thì có đùa gì thì đùa, nhưng nhất định đừng mang cái sản phẩm dịch vụ của mình ra để đùa. Có thể là đùa với những cái khác, người ta có thể không hài lòng một chút cũng không sao, nhưng mà đã là sản phẩm dịch vụ của mình, cái thứ nuôi sống mình, cái cần câu cơm của mình, thì đừng mang nó ra để đùa.